rồi. Yep.
Rồi nhà mình đổ một thùng tống xuống nha. Đổ nha. Nhà mình có đổ một thùng tống xuống không chị? Đổ đi. Để em hỏi nó hả, cái ảnh kia em qua. Cái chai thùng tống á. Em không đổ mà hả, cái ông kia biết không phải đổ không? Đây đây từ từ. A few moments later. Đó.